Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em lên cho anh em một món độc, đó là rung rung bê tông điện, sử dụng bình pin 18V. Thì hàng này hàng Nhật. Em lên chân pin Makita rồi cho anh em. Thì một cục pin 5A thì anh em xài đúng 1 tiếng đó, anh em đổ bê tông. Đổ bê tông anh em khỏi phải cần phải lấy cái máy điện rồi nó cực. Máy này rất là nhẹ nha anh em. Đây, rất là nhẹ, một ngón tay thôi. Và hàng Nhật, hàng nội địa Nhật. Thì mình lên chân pin Makita sẵn cho anh em. Và cái đầu này, đầu rất là chắc nặng. Đấy. Rồi, mình test cho anh em xem nha. Nó dài tầm khoảng 1m3 thôi nha anh em. Còn về cái thân này, giá của nó là 2,1 triệu. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Em Tùng.